Thử thách cầm 50 can sập trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Bạn có dám thử? Conan lên nhạc. Mở đầu menu là một đối tượng được bán nhiều nhất ở đây luôn. Đó là đối tượng bánh hot dog hay còn gọi là bánh chói nóng. Mỗi đối tượng chỉ 4 cành. Làm nhẹ hai đối tượng là vẫn bước anh em ta trên đường phá án rồi. Một cái vị xúc xích ăn rất là xúc xích luôn. Còn một cái vị mứt dâu ăn rất là chua chua ngọt ngọt rồi đó. Nhưng đối tượng này khô quá làm ta mắc ngạn dữ hận rồi. Do đó đối tượng cam vắt có mặt. Cam vắt được vắt từ trái cam mạnh dạng nhất luôn. Đối tượng ly cam vắt khổng lồ 15 cành cho nó sót ruột chơi. Nói nào ngay nãy tưởng sót ruột chơi, ai ghè sót ruột thiệt. Không ổn rồi, chuyển qua đối tượng bánh tráng trộn gấp thôi. Cô ơi, bắt giùm con đối tượng bánh tráng trộn 10 cành này để con tiến hành điều tra và lấy lời khai bằng miệng nhé cô. Bánh tráng trộn ổn áp phết, cay the the vừa miệng lắm. Giá như đối tượng này được trộn khô tí là 10 điểm trong lòng mình rồi. Kết hạ quả viết hôm nay bằng xe bánh tuổi thơ nào. Được rồi, nhanh trí túm liền đối tượng bim bim 12 cành giòn giòn mặn mặn ăn bắt miệng phết. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn giữ hẳn 5 cành để làm vốn cưới vợ nè mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Bạn có dám thử? Conan lên nhé. Mở đầu menu tấp nhẹ vào hàng bánh chiên này thì mình phát hiện được cô đang chiên bánh tiêu nhìn ngon phết. Do đó mình quyết định mua bánh quẩy. Đối tượng bánh quẩy 7 cành được một cặp dài hòn lòn. Mặc dù hơi nguội rồi nhưng đối tượng vẫn còn khá là giòn mà ngon nha. Xa xa là đối tượng Milo dặm kìa. Thế thì làm nhẹ đối tượng Milo dặm 20 cành chơi. Như cái tên Milo dặm thì mình phải dặm 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 nó mới đều được á. Ta nói dặm muốn gớt cặp nách luôn vậy. Bù lại có quả chân trâu mềm xèo dẻo dẻo ăn đã cực. Phải nói đối tượng này béo thôi rồi luôn các bạn ơi. À thì ra đối tượng này muốn chuốt ta béo đây mà. Ai chích thì không được rồi, phải cần tới sự trợ giúp của cái gì đó chua chua đánh bay cái béo thôi. Ok, đối tượng sòi sóc keo ly có mặt. Nhìn là biết không giòn. Đối tượng chua cay mặn ngọt rất cân bằng, quá xứng đáng cho 15 cành. Sau lưng là đối tượng bánh tráng que kìa, tiện tay túm luôn chứ hả. Chỉ 6 cành có ngay một đống đối tượng que bánh tráng thì đã quá rồi còn gì. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn giữ hẳn 2 cành để làm vốn cưới vợ nè mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đi ta? Thử thách cầm 50 can sập trường tiểu học Hồ Thị Kỷ. Bạn có dám thử? Conan lên nhạc. Mở đầu menu là đối tượng chó nóng đến từ Hàn Quốc. Đây là chó nóng phiên bản vừa dài vừa béo với giá 20 cành. Được rồi, giờ mình sẽ tiến hành điều tra và lấy được khai bằng miệng. Ủa trời ơi, ai đây? How are you em? Phải Thanh Kiều em du. Tự nhiên bị trộm chó giữa ban ngày vậy. Hú hồn, cái hồn còn nguyên. Con chó nóng Hàn Quốc của mình chỉ bị mất chút xíu thôi. Ai chích tiệt, đối tượng này có vẻ chống đối với ta dữ rồi. Được thôi, chia tay chó nóng mà sẽ tìm tới đối tượng đồ chiên làm bạn đây. Mần nhẹ xiên trứng cút 5 cành nào. Ta nói trứng cút ăn như trứng cút vậy đó. Nhưng điểm lạ là cái tương ăn siêu bán siêu dính. Cho tôi xin một vé về tuổi hơi để tôi bắt đối tượng bò bí ngọt 10 cành này cái nha. Đối tượng đây trông bự phết, nhìn mà lém ngọt ngọt giòn giòn béo béo. Tầm này ước gì có ly nước giải khát thì còn gì bằng. Khỏi cần ước, tiện tay túm luôn đối tượng chả ổi hồng 14 cành nào. Quốc Halo công nhận chả ổi hồng chỗ này uống ngon thiệt. Ta nói nãy giờ ăn khô uống miếng nước vô tôi nói nó đã chứ ả, kéo dài 18 cây số luôn vậy đó. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn dư hẳn 1 cành để làm vốn cưới vợ nè mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường mầm non 2. Bạn có dám thử? Conan lên nhé. Mới mở đầu menu là phát hiện được đối tượng bò bía rồi. Được rồi, làm nhẹ 2 cuốn bò bía cho hoặc là bò bía bía nào. Em này là bò bía mặn được cuốn cùng rau củ sắn lạp xưởng các kiểu. Một cuốn hơi bị to nha và đặc biệt chấm cùng cái tương ngon số dách nhất cái nách bạc bằng quá xứng đáng cho 8 cành. Cũng là một đối tượng được làm từ bánh tráng chị bằng gì của bò bía đó chính là bánh tráng vuông. Hãy nói đồ ăn ở đây cái nào cũng nhiều và rẻ nữa chứ. Một hộp tận 3 cuốn như này mà chỉ 15 cành thôi á. Đặc biệt cái bơ ở đây hơi bị béo nha. Có điều cô bỏ muối hơi nhiều nên hơi mặn xíu. Mà ăn mặn thì ta lại thèm chua. Thế thì đối tượng cốc lắc 15 cành có mà. Đối tượng này có cái sốt gì lạ phết nhờ. Nhưng có điều cốc lắc không được lắc. Thế thì để anh lắc cho em. Công nhận cái sốt này nè ăn ngon xuất sắc luôn mọi người ơi. Dạo giờ như có bầu hay sao á, thèm chua quá trời quá đất rồi. Kết hạ quả vít hôm nay bằng đối tượng rau má sữa 10 cành nhá. Trời, đèn nóng uống vô cái nó mát gửi đâu á chàng. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn giữ hẳn 2 cành để làm vốn cưới vợ này mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường tiểu học Lê Đình Chinh. Bạn có dám thử? Conan lên nhé. Mở đầu menu là đối tượng sữa đậu nành 10 canh. Ấy da, một đối tượng tưởng chừng để kết hạ cho thử thách nhưng do hôm nay nóng quá nên đành phải xích chiêu mừng luôn đối tượng sữa đậu nành vào đầu quá trình điều tra bằng miệng cho cân bằng lại cái nóng nào. Tự nhiên uống xong thấy trong người tràn trề năng lượng quế. Uống xong thì mình sẽ có sức mạnh để tiến hành tấp vào chỗ sửa xe để bắt đối tượng bánh bao 15 cành nhé. Đây là đối tượng bánh bao phiên bản giới hạn chỉ có một cái duy nhất thôi. Đối tượng này trông nóng, ngoài nóng nói chung rất là nóng. Bột bánh mềm nhân bánh vừa vừa ăn kết tội đối tượng quá ư là hài lòng rồi đó. Phát hiện đối tượng hộp dịch lộn đang ẩn nấp trong nồi nước nóng 100 độ C kìa. Thế thì dứt nhẹ một trứng tóm cành nào. Biết là ăn một đối tượng thì sẽ hơi bị lệch xíu, nhưng mà thôi lâu lâu vui vui mọi người ơi. Đối tượng này có con nhỏ xíu à, đúng thứ mình thích luôn á, nên cứ phải gọi là tuyệt cú mèo meo. Để kết hạ thử thách hôm nay một cách gọn thôi thì mình làm nhẹ bịch cơm cháy 10 cạnh chơi. Dăm ba đối tượng cơm cháy này làm sao làm khó được bộ niềm chiến hận của mình. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn dư hẳn 7 cạnh để làm vốn cưới vợ này mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường tiểu học Trần Nhân Tôn, bạn có dám thử? Cô nên lên vậy. Mở đầu menu là đối tượng xiên que 5 cành. Các bạn có thấy thứ mình đang thấy không? Cái gì mà quá trời đối tượng vậy? Nhắm mắt nhức nhẹ hai đối tượng, một cá một chả giò cho tiết kiệm nào. Ta nói trời đang sấm chớp đùng đùng mà ăn vô là thấy cân bằng lại cái lạnh liền. Giờ mình sẽ lội mưa tắm qua hàng bánh tráng nướng của cô kế bên, tiến hành bắt giữ và lấy lời khai bằng miệng đối tượng bánh tráng nướng 10 cành nào. Đối tượng này nóng quá làm ta cắn một phát muốn gỡ cái mỏ ra ngoài vậy đó. Này mặc áo mưa ngụy trang để phá án mà cũng bị hai bé fan phát hiện nữa này trời. Lên thớt tiếp theo là đối tượng bánh tiêu, mà phải dứt luôn combo họ hàng bánh tiêu vậy luôn mới đã. Trước mắt ta là đối tượng tiêu quẩy bò, hết thảy 17 cành thôi mà ăn đối tượng quẩy sống cổ họng muốn quẩy heo vậy đó. Do đó kết hạ quả vip hôm nay bằng đối tượng trà tắc 10 cành để trôi cái bánh quẩy mắc kẹt trong cổ họng mình thôi. Ăn uống xỉn bà ná luôn mà còn dư hẳn 3 cành để làm vốn cưới vợ nè mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Hưng, bạn có dám thử? Cô nên lên nhẹ. Mở đầu menu làm nhẹ đối tượng chó nóng 4 cành. Alo alo, trên tay ta là đối tượng chó nóng phiên bản kẹp xúc xích đây. Như cái tên nó nóng thôi rồi luôn. Đối tượng này vừa béo mà lại vừa ngọt, nói chung là 10 điểm. Ăn ngọt ta lại hèm mặn rồi. Lên ngay đối tượng bánh tráng trộn 15 cành cho cân bằng lại nào. Đối tượng được trộn vừa ăn trông ngon phết anh em ơi. Lâu lắm rồi mình mới thấy topping là gan bò vậy luôn á. Đúng là tuổi thơ ùa về quá đi mà. Ùa lẹ quá trời sụp tối hồi nào không hay luôn. Nên phải đá nhẹ qua tô cháo lòng 20 cạnh cho ấm bụng lại thôi. Chắc đây là lần đầu tiên mình quay ăn sập cổng trường mà có cháo lòng tham gia luôn á, quá lại đi chứ hả. Đối tượng cháo lòng này nóng quá đi, làm ta cảm giác nóng trong người dữ rồi. Áp dụng định lý người lạ có câu nóng trong người uống trà Dr. Kem. Ok chú bắt dùm con cái kem 10 cạnh để con tiến hành điều tra và lấy lời khai bằng miệng cho chú. Qua điều tra thì mình phát hiện ra được một điều động trời là cái kem ăn rất lạnh nha. Chấm hết. Thiệt, ăn nó lạnh tới não luôn má ơi. Hên quá, ăn xỉn mà nắng luôn mà còn dư hẳn 1 cạnh để làm vốn cưới vợ nè má ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta? Thử thách cầm 50 can sập trường Hu Tết phần 2, bạn có dám thử? Cô nên lên nhé. Mở đầu menu mình sẽ tiến hành điều tra bằng miệng với đối tượng bịch bánh tráng 10 cạnh này trước nha. Đối tượng vừa ăn bánh tráng không quá cứng, nói chung là mở đầu ưng cái bụng người đó. Phải nói điều tra bằng miệng muốn gớt cái miệng ra luôn vậy đó, mà cũng không hết đồ ăn ở trường Hu Tết đâu, nhiều lắm. Thấy chưa, xa xa là đối tượng há cảo kìa. Được rồi chú ơi, bắt giùm con đối tượng há cảo 15 cạnh để con cho vào quá trình xét xử bằng miệng luôn nha. Chào, đối tượng gì mà ghẻ dữ à, chỉ 15 cạnh thôi mà quá trời viên há cảo mini luôn này. Ta nói ăn cùng xì dầu giấm cuốn bà hú luôn. Nhưng ta đây bắt đầu có dấu hiệu thiếu vitamin nước rồi đó. Ô hay, đối tượng xương sáo hộp é 15 cành có mặt nào. Phải công nhận sự xuất hiện của đối tượng đây làm ta sảng khoái và ngất ngay ngất quá đi mà. Để kết hạ thử thách hôm nay một cách gọn hơn, không để lại dấu vết, thì đối tượng hộp ngày nướng 7 cành là sự lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Ủa chà, đối tượng này nóng như quỷ vậy. Nóng nói miệng vậy thôi chứ ăn một phát là xơi được hết nguyên trái trứng luôn. Vừa xong thử thách là trời cũng vừa màn đêm buông xuống luôn rồi đó. Tuyệt vời, ăn xỉn má ná luôn mà còn dư hẳn 3 cành để làm vốn cưới vợ nè mẹ ơi. Rồi thử thách tiếp theo là ở đâu đây ta?